Ngư Kiến chính thức đối mặt với siêu phản diện Kang The Conqueror trong trailer vừa ra mắt Ant-Man and the Wasp: Quantumania. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at X-Con. How are you an Avenger? Marvel vừa mới tung trailer siêu nóng hổi của bom tấn Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Được biết phần tiếp theo này sẽ mở đường cho giai đoạn 5 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Nhìn tổng thể, trailer mới của Ngư Kiến có màu sắc khá đen tối và có thêm nhiều chi tiết mới quan trọng khiến khán giả đứng ngồi không yên. Xuất hiện trong trailer ngoài Scott Lang, vợ chồng tiến sĩ Hank Pym, Hop Van Dyne và Janet Van Dyne còn có Cassie Lang, cô con gái 5 tuổi của Scott Lang sống sót khỏi cú búng tay của Thanos. Cassie sẽ trở thành một nhân vật quan trọng, là mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình Young Avengers dưới tư cách là nữ anh hùng Tiger. Ngoài ra, gây chấn động nhất chính là màn chạm trán với Kang The Conqueror, người đứng đầu vũ trụ bí mật dưới vũ trụ 616. Gã cũng chính là chùm cuối mà tất cả siêu anh hùng phải tập hợp để đối đầu trong trận đại chiến Avengers, The Kang Dynasty 2025 và Avengers: Secret Wars 2026. Ở cuối trailer còn có sự xuất hiện đặc biệt của tài tử gạo cội Bill Murray trong vai Krilla. Bom tấn Ant-Man and the Wasp: Quantumania sẽ được công chiếu vào ngày 17 tháng 2 năm 2023